Riêng cái việc như Utherapy thôi là bên chị một địa điểm là cũng phải 2-3 cái, có địa điểm tới 3-4 cái luôn. Hôm bữa em nghe cái máy của chị tới mấy tỷ lần hơn cả một cái chung cư luôn. Mà em biết bên chị bao nhiêu máy không? Quá trời máy móc luôn, chắc chị đầu tư cũng tốn lắm hả? Nhưng mà được cái là về nè, chị đầu tư là 25 năm rồi. Ôi. Không phải là cùng một lúc. Em hiểu cùng một lúc thì chắc là ngán tiền chứ số tiền nó quá lớn. Nhưng mà tự như là năm thứ nhất mình đầu tư một số máy, năm thứ hai cái máy nó cải tiến rồi mình lại bán máy cũ đi mua cái máy mới. Rồi mình mua thêm một số máy mới nữa. Nghĩa là mỗi năm một chút thì tính ra tới bây giờ là nó được như vậy. Ngưỡng mộ lắm luôn á, đâu phải là một cái máy đâu chị. Em thấy hả, chị đầu tư cả 2 chi nhánh, 3 chi nhánh đó. Đúng rồi. Riêng cái việc như Utherapy thôi là bên chị một địa điểm là cũng phải 2-3 cái, có địa điểm tới 3-4 cái luôn. Thì em thấy tưởng tượng là biết bao nhiêu tiền. Trời ơi. Thì năm nào chị cũng được nhận giải là thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, hay là thẩm mỹ viện mua đầu tiếp nhiều nhất của Việt Nam. Thì thực ra là mà nói mình cũng mua đầu tiếp chính hãng nhiều. Qua đó thì họ hiểu được là mình khách hàng đông thì cũng mua về làm khách hàng, chứ không lẽ mua về chị bỏ kho. Chị mua chị điều trị khách hàng đó. Cho nên là khi mà em nghe bạn giới thiệu á, em không có chần chừ gì hết á, em tới liền. Chị cảm ơn em đã tin tưởng chị.